Video địa chỉ hay là 7 Tân Phước, phường 6, quận 10. Và ở cái video clip ngày hôm nay mình sẽ tiến hành giải trí online trên chiếc đầu phát Hemira Q84, một trong những chiếc đầu phát mới nhất mà Hemira đã tung ra thị trường vào đầu tháng 7 năm 2015. Thì tính năng giải trí online là một trong những tính năng hết sức thú vị trên chiếc đầu phát này. Đó, thì để giải trí online thì bạn cần cài những cái ứng dụng tương thích với cái chiếc đầu phát, cũng như là đăng ký một cái gói internet ổn định để có thể giúp cho quá trình giải trí online được mượt mà và nhanh chóng hơn. Đó, thì những cái ứng dụng bạn cần cài đặt cho một cái chiếc đầu phát khi mà giải trí online thì mình có thể kể ra một vài những ứng dụng, chẳng hạn như là Chrome hay Cốc Cốc là những cái trình duyệt để giúp bạn có thể đọc báo được tin tức, hay là YouTube là cái ứng dụng để giúp bạn có thể xem những cái video, hay là bạn có thể cài đặt những ứng dụng xem phim như là Hay Hay TV, HD Việt hay là Vua HD. Tuy nhiên nó cũng là một HD Việt là một trong những cái ứng dụng có trả phí, vì vậy bạn cần phải mua một cái tài khoản VIP để có thể xem phim được tốt nhất. Hay là bạn có thể nghe nhạc với cái ứng dụng Zing MP3 hay là ứng dụng nhạc của tôi. Thì việc cài đặt những cái ứng dụng này rất là đơn giản. Rồi, ngoài ra bạn còn có thêm một cái ứng dụng giải trí tổng hợp, đó là XBMC, một ứng dụng không thể thiếu trên những dòng đầu phát Android. Tuy nhiên thì XBMC hiện nay đã đổi tên thành Kodi, và cái bản mới nhất của Kodi đó là bản 15 chấm. Thì cái việc cài đặt Kodi hay là những cái ứng dụng giải trí trên cái chiếc đầu phát nền tảng Android cũng rất là đơn giản. Bạn có thể cài đặt trực tiếp từ kho CS Play. CS Play đây, bạn vào CS Play gõ tên cái ứng dụng cần thiết và sau đó tìm đến mà cài đặt đó. Hoặc là bạn có thể cài đặt một cách gián tiếp thông qua những cái thiết bị gắn ngoài đó. Rất là đơn giản, bạn có thể đào những ứng dụng đó trên mạng, chép vào USB hay thiết bị ổ cứng, sau đó kết nối với đầu phát và cài đặt đó. Chỉ bằng một cú click thôi, rất là đơn giản. Thì mình xin phép không nói nhiều. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành giải trí online trên một vài những cái ứng dụng đã được cài đặt sẵn ở đây. Thì đầu tiên mình sẽ nghe nhạc với ứng dụng Zing MP3. Đó. Thì như bạn thấy cái giao diện của ứng dụng Zing MP3 rất là trực quan và dễ dàng sử dụng. Nó hỗ trợ khá là tốt cho chiếc đầu phát Hemira Q84 của mình ở đây, cũng như là những cái dòng đầu phát Android nói chung mà mình từng sử dụng. Ứng dụng khá là tốt để nghe nhạc online. Thì mình sẽ tìm một bài hát để phát thử xem nó như thế nào. Mình sẽ tìm bài Chưa Bao Giờ của Trung Quân Idol. Thì để cái việc thao tác bấm bài hát như thế này được nhanh hơn, thì bạn có thể kết nối chuột máy tính với cái chiếc đầu phát của bạn, hay là sử dụng những cái chiếc remote chuột. Đó, ở đây có sẵn cái kết quả. Thì sau khi click vào thì bài hát sẽ được phát. Bạn có thể click vào cái thanh bên dưới đây để nó hiện ra một cái màn hình to hơn có lời bài hát để bạn hát theo, rất là thú vị. Thì đây là cái chiếc remote chuột của mình đang sử dụng. Bạn thấy cái trỏ chuột nó di chuyển theo động tác lắc tay của mình. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành xem phim với cái một cái ứng dụng, mình sẽ chọn cái ứng dụng HD Việt đi cho nó quen thuộc. Thì như mình nói là cái ứng dụng HD Việt này nó đòi hỏi chúng ta phải bỏ ra một khoản phí để mua tài khoản VIP. Tuy nhiên cái khoản phí này cũng khá là nhỏ, cho nên không đáng bận tâm. Và khi bạn mua được một cái tài khoản VIP thì bạn sẽ xem phim nó tốt hơn. Bây giờ mình sẽ xem thử một cái phim do HD Việt đề cử. Mình khá là thích những cái bộ phim hài của Mỹ, mình sẽ chọn cái bộ phim của cái anh mặt này. Đấy, phim đang được tải. Nhưng mà thấy này nó lót khá là nhanh. Thì bây giờ mình sẽ tua thử xem. Anh ngồi
đó, gần như là tức thì. Thì như mình nói thì cái việc xem phim nhanh hay chậm, có lắc hay không thì nó phụ thuộc vào cái gói internet của bạn rất là nhiều. Thì ở đây mình sử dụng cái gói cáp quang 12MB. Chất lượng hình ảnh xem cũng khá là tốt. You're going to be inspired by music. That's why all the gladiators entered the Colosseum with all that thundering music. Actually, they do that in the UFC. Exactly. And you're going to follow in the footsteps of all those great warriors. Every one of them had a dis. But it goes with the lyrics. I know. You try it. Yeah, right. Okay. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ thoát cái ứng dụng HD Việt này ra để trải nghiệm cái tính năng đọc báo trên những cái ứng dụng trình duyệt, chẳng hạn như là Drum hay là Cốc Cốc. Thì đây mình sẽ sử dụng Drum để tiến hành đọc báo một vài những cái trang báo cơ bản. Đó thì cái giao diện nó cũng giống như cái giao diện trên máy tính của bạn, chỉ cần bấm và gõ địa chỉ thôi. Sẽ vào cái trang VN Express. Đấy, cái trang đọc tin tức nhanh nhất đó. Thì ngay lập tức cái tin sắp diễn nó đã hiện lên màn hình rồi đó, về cái tin tức lũ. Thì bạn chọn cái tin tức nào mà cần, chỉ cần di chuyển lôi chuột lấy và bấm. Thì ở đây cái màn hình của mình nó chưa được chỉnh về cái kích cỡ tối ưu nhất đó, thì bạn có thể chỉnh cái kích cỡ hình ảnh từ cái TV hoặc là chỉnh cái kích cỡ hiển thị trên chiếc đầu máy của bạn để nó phù hợp hơn đó, giúp cho cái quá trình của bạn đọc được dễ chịu hơn đó. Đây là một cái chiếc đầu quét với nhiều tính năng nổi bật, bên cạnh một cái cấu hình hết sức là khủng. Tuy nhiên cái mức giá của chiếc đầu quét Emra Q8 4 này cũng khá là vừa phải. Thì có thể đây là một cái chiếc đầu quét rất là thích hợp ở cái phân khúc tầm trung, giá hơi mềm mềm một tí xíu. Thì để có được những cái sự tư vấn cụ thể về một chiếc đầu quét mà bạn cần mua thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với Vida qua địa chỉ 207 Tân Phước, phường 6, quận 10 hoặc 46 Phan Lưu, phường 5, quận Phú Nhuận, hoặc là bạn có thể gọi điện trực tiếp đến Vida qua cái số hotline 0902 799 186 để được sự tư vấn trực tiếp từ những nhân viên bán hàng rất là tận tình của Vida. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip lần sau.